Rồi, tiếp theo sẽ trình bày cho mọi người một cái ví dụ về cái tổ chức API ở trong cái một cái project thật nhé. Đấy, thì nó sẽ kiểu như này. Mọi người có thể mở qua cái ví dụ 2 ở đây này. Đây. Thì đầu tiên mọi người sẽ tạo ra một cái folder nhé. Là API ở đây. Đấy, thì mọi người sẽ có một cái thằng giống như kiểu thằng base API ấy. đấy thì ở đây mọi người sẽ config cho nó là cái bay URL là cái gì rồi thời gian tham out các kiểu response time các kiểu đấy, thì ở đây đang config mặc định là di sân thời gian tham là 5 giây và cái bay URL của mọi người thì mọi người điền vào đây Đó, và sau này mọi người có thể can thiệp vào những cái đoạn trước khi gửi request đi hoặc là sau khi mà respond nó trả về đấy thì ở đây thì thằng respond trả về mình chỉ muốn lấy data thôi đúng không Đấy cho nên là mình chấm thẳng cái data luôn. Đấy, thay vì lúc nào mình cũng respond chấm data, respond data thì mình sẽ chấm thẳng ở đầu luôn. Đấy thì lúc nhận về thì mình sẽ nhận về thẳng cái thằng data này luôn. Đó, thì mình uh, sau này thì sẽ hướng dẫn mọi người xử lý cái token các thứ ở đây nhé. Đấy thì ở đây là mình đang tạo ra một cái đối tượng là Asius Client ở đây. Giống như kiểu một thằng bay vậy. Đấy, và khi mà mình uh, uh, viết ra từng cái API ấy, thì mình sẽ có thằng Apply API ở đây. Đó và ở đây thì mình sẽ mình sẽ cấu hình cái URL cho nó là cái gì đấy thì ở đây thì uh, uh, ví dụ như thằng get on đấy thì mình sẽ là ở đây là có thằng này rồi đúng không API v 1 này đấy xong rồi nó sẽ cộng với thằng Eplay nữa đấy để nó thành cái 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 uh, API cho mình Đó, tương tự với thằng get by đi đấy, tương tự với thằng create đúng không tương tự với thằng uh, update đấy, tương tự với thằng delete đấy và sau khi thằng này thì mình sẽ export nó ra Ok chưa Đấy thì sau này ví dụ giả sử mọi người có một thằng employee API user API hoặc là nhiều thằng API khác Thì mỗi một file mọi người sẽ, mỗi một đối tượng ấy, mọi người sẽ tạo ra một cái API riêng nhé Nó giống như kiểu thằng, thằng, thằng uh, backend ấy Đấy thì mình sẽ tạo những cái file API như này Đấy và để sử dụng nó thì làm như nào Ví dụ như thằng employee list, mọi người muốn sử dụng nó nhé Thì đơn giản thôi Await xong bắt đầu gọi import thằng employee API vào rồi mọi người gọi thằng get on Ok chưa sau đấy thì mọi người sẽ nhận về một lít y luôn chứ không phải nhận về một lít response gì cả sau đấy cần phải chấm đến data gì cả đấy mọi người sẽ nhận vào nhận về thẳng một lead y luôn đó và khi đấy thì mọi người sẽ sẽ xét lại state các thứ như bình thường thôi sau đấy thì ví dụ như kiểu thằng create các thứ thế đấy create thì không nhận về cần nhận về response gì đúng không mặc định là thành công còn nếu mà có lỗi thì nó sẽ nhảy vào thằng chai kết kiểu như này đấy thì khi đấy thì là mọi người cứ tạo thôi xong rồi truyền body vào Đấy, chuyển body nem nổng cái thứ ba đấy, thậm chí là thằng này này mọi người không cần chuyển body cũng được mọi người sẽ cho nó là name, đúng không chuyển vào nêm rồi chuyển vào h chuyển vào bất kỳ cái gì đấy, sau đấy thì trong bên trong này thì mọi người có thể uh, uh, mô phỏng cái body đấy body bằng đấy, mọi người có thể chuyển cái body vào đây đấy, đây chính là cái body này đấy thì uh, đến lúc mà mọi người sử dụng ấy mọi người không cần quan tâm là nó tạo như thế nào mọi người chỉ cần quan tâm là à chuyển vào cái nêm là nó tạo đấy thì khi đấy mọi người chuyển vào một cái nem đó ok chưa đấy, this chấm uh, đâu nhỉ ờ uh, đây name đây đúng không đấy ok rồi tiếp theo đấy thì mình sẽ truyền cái state này vào cái name này thôi đấy. Thì cái đấy mình không cần phải quan tâm xem là à, nó tạo body có thứ như thế nào đấy mình chỉ cần quan tâm là thằng này nó 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 truyền uh, chuyển mỗi cái đêm thế là tạo ok giờ tạo xong thì reset lại cái form thế thôi đấy có lỗi thì sẽ lốc ra hoặc là làm gì đấy Đấy, tương tự mọi người có thể chỉnh với thằng delete rồi là thằng update nha. Đấy, Ví dụ thằng delete thì mình chỉ cần truyền vào ID thôi. Đúng không? Tự nó sẽ process ở trong này. Đấy thì tự nó sẽ gọi API delete. Có thứ nó truyền vào URL này. Đúng không? Đấy tự nó sẽ truyền vào. Mọi người hiểu hiểu cách tổ chức không? Alo mọi người hiểu hiểu cách tổ chức nhỉ? Tổ chức cái API này. Mình sẽ tạo nó ra thành các cái file API này thôi. Cần thì gọi. Các cái method. Ơ, mọi người có hiểu cái cách tổ chức này không? Ờ, có. Sẽ... Có chứ ạ. Ok. Ở. Đấy. Thì. Uh, tiếp theo. Chắc giới thiệu qua. Mọi người. Một vài cái thành phần. ở Trong cái thằng. Uh, ACS này. Thì đầu tiên là cái đối tượng. Respond. Mọi người có thể lốc ra. Cái thằng Respond nhé. Để xem cái data. Nó trả về là cái gì. Đây. Ví dụ như. Một thằng Respond nhé. Nó trả về. Đấy, thì ở đây ví dụ này, uh, bấm vào đây. Ở đây clear đi, em làm lại. Đây, thì cái đối tượng nó trả về này. Uh, đây, mọi người nhìn nhá. Cái đối tượng response nó trả về ở đây này, mình đang lốc ra này. Thì ở đây nó sẽ bao gồm một là cái config của cái axios này. Đấy thì khi mà mọi người gặp lỗi thì mọi người để xem 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 có vấn đề gì không kìa, đây, để đây những cái config của mình. Đấy. Tham ao các thứ này mình vừa config các thứ này, để mọi người xem xem có config gì sai không, gọi gì nhầm không. Đấy tiếp theo là cái data trả về lỗi lủng gì hay không. Đấy tiếp theo là cái thằng header, mọi người đính kèm. Ví dụ sau này mọi người mà gọi API ấy. Đấy, em uh, mọi người uh, kiểu có token login các kiểu ấy. Hay cái đấy mọi người có thể check ở trong này xem nó có token kiếp gì chưa. Đấy hiện tại ở đây thì nó chưa có gì cả nên nó có thể hai thuộc tính này thôi. Đấy, còn đây là cái request nó gửi đi. Nhà mọi người thấy là cái thằng ACS thì nó vẫn quy ra cái thằng XML HTTP request thôi nó vẫn quy ra cái đời đầu thôi kể cả kể cả thằng y kể cả thằng uh, azak thế nó đều quy ra cái đời đầu thôi đấy thì đây là những cái response nó trả về này đấy thì cái thằng a sứ, tự động nó sẽ con convert thằng này về dạng di sân cho mình đấy thì mình sử dụng nó rất là thích đâu phải convert nhiều đấy thế thôi đấy còn sấy tớt của request này trả về là 200 và sấy tớt tích là ok đấy thì mọi người nhớ nhé đây là cái đối tượng response thế nên là khi mà mọi người muốn lấy data ấy, thì mọi người sẽ phải chấm những cái thằng data này nhé Đấy, chứ không là là nó không lấy được cái data sau khi mọi người trả về đâu. Đấy, thì đấy là cái đối tượng respond uh, response. Nói chung là nếu mọi người không lấy được data, thì mọi người lốc cái respond nó ra để xem xem nó như nào. Đó, và tiếp theo thì uh, mọi người có thể trong cái thằng bay url này, à, trong cái thằng bay acs này này, mọi người có thể config nhiều thuộc tính khác. Ở chỗ này mọi người có thể config nhé. Đấy thì tất cả những cái config mọi người có thể xem nó ở trong này. Đây, ví dụ như những cái config nào ở đây này. Đầu tiên là URL. URL là cái gì? Đây. Uh, đây là URL default nhé. Thường thì mình không dùng. để method default là cái gì? Nếu mà không truyền vào. Đấy, thì ở đây mình đang để là... Mình không để method gì cả. Bắt buộc phải truyền vào. Đấy, cái bay URL này thì mình vừa dùng xong. để transform request các thứ này. Đấy, nếu mà mọi người uh, muốn thì mọi người có thể dùng. Đấy, header các thứ này. Mọi người có thể đính kèm header các thứ vào. Sau này mình sẽ đính kèm token các thứ vào đây đấy. Ok, đây là các cái param default thường ít dùng á. data thử này, đấy timeout này, mình có config thằng timeout. Đấy thằng credential các thứ nữa cũng thế này. Cái này dùng uh, dùng khi backend nó chậm. Đấy, đây uh, là basic auth nhé Cái này là sử dụng cho basic auth thôi. Còn uh, cái thằng JWT của mình học thì mình sẽ định kèm kiểu khác. để response type sẽ là JSON này. để có UTF8 hay không có thể cấu hình. Đấy, một vài những cái loại các thứ rất là nhiều mắc Lang liếc các thứ này để mọi người có thể đọc trong cái này nhé để xem để bình thường thì mình không có fix nhiều đâu thì có một vài cái con fix chỉ chỉ cho mọi người đây thôi thì mình hay dùng đấy chứ còn ở trong này có nhiều con lắm, bao giờ cho mọi người gặp thì bị đó bị thế thôi để ngoài ra nó có một tính năng nữa là cancel request nhé ví dụ kiểu request mà mọi người đang đang gọi mà nó đang lốt ví dụ kiểu lốt lâu quá thì mọi người có thể cancel request đấy bằng cách là sử dụng cái thằng này Đấy. Mọi người có thể sử dụng uh, cú pháp này để cancel nhé Đây này. Mọi người sẽ sử dụng controller này Chấm abort này đấy. Mọi người sẽ cancel Khai báo một thằng này ra Truyền <laughs> thằng signal này vào Đấy sau đấy đi mọi người có thể cancel Trong thực tế thì cũng uh, khá là hay dùng cái hàm cancel này Khi mà nó load một cái data nó quá nặng Người ta sẽ làm thêm cho nó một cái nút gọi là nút cancel đó Thì khi đấy thì là là Nó sẽ hủy cái request này đi đó. Thì đấy là về thằng ACS này 对。<Yeah. S 2> yeah.